ta coi người này là người thông minh, người hiền, rồi đó tới mức cao nhất người ta gọi là thánh, như là Phật hay là Khổng Tử chẳng hạn, ta nâng lên. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta nghiệm rồi đó, chúng ta mới bước theo. Ta nói là vượt được một cái trăm do tuần đường hiểm thứ nhất này đó, là thầy nói là vượt được cái thế giới vật chất. Ta nói ta còn mang cái thân vật chất này, nhưng mà ta không bị cái thế giới vật chất này chi phối nữa. Mà cái người không bị thế giới vật chất này chi phối làm sao? Phải nói thật, đó là người có phước. Ta nói người có phước mới vượt được cái thế giới vật chất này, mới khỏi bị cái sự chi phối của thế giới vật chất này. Ta nói người có phước, cho nên trước nhất là quý vị không bị thế giới vật chất này chi phối đó, là thầy nói là không kẹt vào trong vấn đề ba việc ăn mặc và ở, phải không? Ta không kẹt vào trong việc ăn mặc ở này nữa. Tại ta có phước, cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta không phải làm việc vất vả suốt cả ngày để có miếng cơm ăn. Thế nên thầy nhìn kỹ, thầy thấy có những người mà họ không làm đấy, nhưng mà họ có một cái phước. Họ có phước, cái phước này đâu là do họ tạo trước đây. Do họ tạo trước đây, họ tạo đời trước hay là họ tạo trong đời này? Nói đời trước thì quý vị khó hiểu, mà thầy nói tạo trong đời này là gì? Thí dụ như bây giờ đó, thầy nói một công chức họ làm việc trong một cơ quan, trong một đoàn thể, trong một xí nghiệp đấy. Thì bây giờ suốt đời làm việc của họ đó, họ làm đủ 25 năm rồi, phải không? Cho nên giờ họ nghỉ, họ không làm nữa. Họ lớn tuổi họ nghỉ làm nữa. Nhưng mà họ có một số tiền, gọi là tiền. Tiền này tiền gì hả? Cứ mỗi tháng như vậy tới lãnh, lãnh cái số tiền này ăn cho tới chết đi, phải không? Không bận tâm lo chuyện này nữa. Đây là cái trường hợp này, là do họ có cái phước, cho nên họ mới vượt qua cái chuyện này được. Tức là không kẹt trong vấn đề ăn mặc ở nữa. Tại vì họ có một cái nhà họ ở được rồi, họ có quần áo như vậy mặc đủ rồi, họ có một cái số tiền mà thu nhập hàng tháng như vậy nữa, thì họ đủ rồi, cho họ không bận tâm trong cái vấn đề ăn mặc ở. Cái này là cái tối thiểu mà thầy nói đó, phải có một chút xíu cái phước đó. Chứ còn cái người mà không có phước nữa thì sao? Làm ăn mày, phải không? Làm ăn mày. Đấy. Tức là không có nhà ở, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có gì hết. Là cái người này vất vả vô cùng. Mà cái người này là cứ tạo nghiệp thêm thôi. Tại họ không có phước. Mà không có phước là bây giờ đó, mình đi xin, mình nhờ vả tất cả những cái này đó, thì cái trường hợp này là sao? Thiếu nợ thêm, phải không? Ta nói đây phần nhiều là những người xấu. Có những cái người đó mà không làm nhưng mà muốn hưởng. Cho nên những ngày cứ lần đi xuống tới, tới địa ngục A Tỳ chứ không lên được. Rồi khi mà muốn hưởng mà không làm á, thì bây giờ mới nghĩ cách này để làm sao mà mình gạt người khác, nghĩ cách này để làm sao mà mình có tiền mình sống, không? Cho nên tội lỗi cứ như vậy chồng chất lên thì họ đi vào địa ngục thôi, làm sao thoát ra được. Cho nên cái thế giới vật chất này đầu tiên chúng ta vượt qua được một cái việc này đó, là ta nhờ ta có một chút cái phước này đó. Cái thứ hai nữa đó, là quý vị nhờ cái gì? Tức là nhờ chúng ta có một sức khỏe tốt. Mặc dù 60-70 tuổi, 80 tuổi rồi, nhưng mà thân thể chúng ta khỏe mạnh, ta không có ốm đau gì hết. Ta khỏi phải đi bác sĩ, ta khỏi đi bệnh viện, phải không? Ta không cần chuyện này đó. Nên thầy thấy có những người ta có cái phước, người ta có cái đó, cho nên người ta không bị vật chất chi phối, không bị quấy rầy. Còn có người có một chút xíu phước là có tiền của, nhưng mà bệnh đau liên miên, cứ đi mổ xẻ tối ngày, phải không? Cũng khổ sở vô cùng. Tức là bị vật chất chi phối này, bị bệnh tật chi phối này. Cho nên cái đầu tiên đó, là ta không bị đói nghèo chi phối. Cái đó nữa, ta không bị bệnh đau chi phối, phải không? Đó.
thoát được thế giới vật chất đó, là đầu tiên đó, chúng ta được như thế đó, tức là có một cái phước tối thiểu. Thì ở trên cái bước đường tu hành này đó, của chúng ta đó, muốn đi vào thế giới Phật hay muốn làm Phật đó, thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái phước tối thiểu này nè. Cái phước tối thiểu này nữa thì cái trường hợp này nữa chúng ta mới có thể lần lần thâm nhập Phật đạo được. Còn có những cái người nữa mà tu cả đời mình nhưng mà không tạo được cái phước nào hết mà chỉ tạo tội không thì cuối đời đương nhiên khổ. Các Phật tử nên nhớ chỗ đó. Cho nên vượt cái thế giới vật chất này, đầu tiên là 100 do tuần đường hiểm thứ nhất này ta vượt được. Làm sao mà thân chúng ta không ốm đau bệnh hoạn, vật chất của chúng ta đó, gọi là không thiếu thốn, không? Tức là tối thiểu để sống. Thế nên Đức Phật khuyên chúng ta vậy. Mà khi chúng ta có một cái tối thiểu như vậy đó, thì cái trường hợp đó ta không nên tiêu xài nó quá đáng, mà ta cần phải tích lũy thêm. Thế nên ta tích lũy thêm, cho nên ta biết đường đi của chúng ta còn xa, phải không? Đường chúng ta còn xa, cho nên chúng ta phải tích lũy lương thảo để còn đi xa, phải không? Cho nên từ đây lên Phật còn xa chứ, cho nên ta không dám xài. Mặc dù có chúng ta không xài nữa. Nên thầy từ hồi mà đi tu cho tới bây giờ nữa, sự thật nói với quý vị đó là thầy nhờ một cái tiết kiệm tối đa của mình mà sanh ra công đức. Tiết kiệm tối đa nữa. Cho nên từ cái ở trong chùa, tức là mình không phải trả tiền điện, không phải trả tiền nước, phải không? Thành ra có những người nói ở cái này là của chùa thôi, cứ xài thôi, cái này là thiếu nợ trả không nổi. Đấy là thật. Tức là phải nhìn thấy cái chỗ này. Cho nên thầy nói là cái trường hợp mỗi sáng thầy dạy thì thầy chỉ sử dụng một ca nước để rửa mặt thôi, thầy không xài hơn nữa. Và cái trường hợp này mỗi ngày nữa, nếu mà dùng để mà tắm rửa nó thì thầy nghĩ là không nên quá 20 lít nước. Thành ra hạn chế để mà mình khỏi có thiếu nợ, phải không? Không ai đòi mình, nhưng mà cái này thì thường là trả vô hình, trả bằng công đức. Khi quý vị hết phước rồi đó thì không có nước xài, không có điện xài, phải không? Không thể nào mà tránh khỏi cái chuyện này đâu. Cho nên bây giờ chúng ta có phước, cho nên ta gọi là có cái may mắn là ở trong thành phố này chúng ta có điện, có nước đầy đủ. Có điện, có nước đầy đủ. Nhưng mà rơi qua bên Trung Đông hay rơi qua bên Phi Châu thì quý vị biết cái chuyện này rồi. Một lít nước rất là quý. Đấy. Cho nên nếu một người ta phải mang một cái giò, người ta đi lấy nước cả mấy cây số người ta mới được một giò nước, người ta đội trên đầu người ta đi về. Thầy thấy cái này sợ quá mà. Đó. Cho nên cái xài phí của con người mình thì coi chừng cái phước mình nó hết. Cái phước mình nó hết thì thầy nói nhẹ nhất là sanh qua mấy chỗ này, mà nặng nữa vô quả ngục thì cái trường hợp này không biết giải quyết nó bằng cách nào. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cần phải tích lũy. Do cái tích lũy này đó mà sanh ra công đức. Rồi đó, còn cái trường hợp cái thứ hai nữa, muốn cho có một cơ thể chúng ta khỏe mạnh đó, thì đây Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng. Ta hạn chế cái vấn đề sát sanh tối đa đi. Hạn chế cái làm đau khổ cho các loài khác tối đa đi. Tức là người và vật. Nên thầy thấy có những con người lạ lùng, lấy cái thú vui của mình mà làm khổ các loài khác, những người khác. Cái này rất nguy hiểm. Tại ngày xưa đó, thầy có biết một vài anh mà làm ở trong cái ngành mật thám pháp. Anh nói một câu mà thầy nghe rất sợ: ngày nào mà không có đánh người ta nữa thì tôi không ăn cơm được. Quý vị nghe sợ không? Ta nói ngày nào cũng làm khổ người ta. Ta nói thấy một cái người mà tội nhân dắt vô là muốn đánh rồi, phải không? Tạo nghiệp.
Đương nhiên những người này á, thầy nhìn thấy cái hậu vận nó không tốt đâu. Đây là sự thật, cái nghiệp đó. Còn có những cái người đó, thành họ dư ăn, dư để, nhưng mà họ chọn cái thú vui á, làm cái nghề săn bắn, phải không? Đi rượt đuổi, đi săn bắn thú rừng. Hoặc là có người chọn cái thú vui đó là đi câu cá. Không phải là họ không có cá ăn, nhưng mà họ thích câu. Nhưng mà khi thầy nhìn thì thấy tội. Thành ra con cá nó không biết gì, nó thấy cái miếng mồi rớt xuống, nó tưởng là thức ăn, nó tới nó đốp cái, thì anh ấy kéo lên con cá, sức cái mồi nó, phải không? Con cá nó sức cái mồi. Nhưng mà anh này đó, anh bắt được con cá, anh làm khổ nó vậy đó, anh thấy sung sướng. Thành ra có hồi nữa thầy đứng thầy hình dung ra, thầy thấy ngày nay thầy làm ở bên cái hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, nó đi làm cái việc gọi là giá môi ấy, của những cái đứa trẻ hay của người lớn mà ta gọi là hở hàm ếch, quý vị biết cái đó không? Thầy có cái cảm giác là anh này chắc hồi trước đã làm sức môi mấy con cá này chắc. Tự nhiên thầy có cái cảm giác như vậy đó. Ở đây Phật tử chúng ta có ai thấy những cái người sức môi không? Người sức môi tức là cái hàm răng đưa ra ngoài hết rồi, trống rồi, nói nghe không rõ. Cho nên lúc bây giờ đó là đi giá môi, sửa hàm, sửa cái này không? Mà hãy cái người nào đó mà thầy gặp được á, thầy nói nhớ nha, đừng đi câu cá nữa. Không tìm cái thú vui nào đó mà lương thiện mà tốt hơn. Cho nên mình không tạo các cái ác nghiệp đó là phần nhiều đó, mình không mang những cái bệnh, những cái bệnh mà nguy hiểm, bệnh nan y. Đó là ở trên bước đường tu. Còn nếu mà nói tốt nghiệp ở trong Phật giáo chúng ta, mà nói tốt nghiệp đó, thì cái này chúng ta nên lại sám hối. Lại sám hối cho hết cái nghiệp. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp là thường niệm cái này: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, tất cả những cái gì mà ta có hôm nay đây đó, ta nghĩ là ác nghiệp đời trước. Ta bị sức môi đó, ta nghĩ ta làm sức môi cá đời trước đây, cho nên bây giờ sức môi đây, phải không? Đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Cái thân bệnh của chúng ta hôm nay làm cho chúng ta khổ đây đó là